là mọi người ha. Thì hôm nay là sáng thứ Tuesday, no Wednesday. Sáng thứ tư rồi mọi người. Mình phải đi làm với anh Leo. Và nhiệt độ ngoài trời nó là 21 độ F. Man, that minus 2 hết lên. Sì. Yeah, minus 3, I would say minus 3. Nhiệt độ bên ngoài là nó âm 3 độ C mọi người. Đường xá thì nó vẫn tuyết thì thứ bảy chủ nhật, hôm nay thứ tư. Nhưng mà chưa có trời nắng, tuyết nó vẫn chưa có tan. Mọi người coi nè. Trời tuyết nó vẫn chưa có tan, nó vẫn còn bám hai bên đường mà trời rất là lạnh ha. Thì hôm nay là cái ngày tuyết nó đã rơi qua rồi. Thì bữa mà chủ nhật xong sáng thứ hai á là đi làm á, Leo nhà mình nó phải là dọn dẹp cái xe hả, tuyết nó phủ đầy xe luôn, dọn có khoảng nửa tiếng mới đi được. Thì buổi sáng mà để mà ra mà thức dậy mà để mà đi làm á mọi người, quả là một cực hình á, chui ra khỏi mà cái giường á mình cũng cảm thấy đuối luôn. Mà anh Leo nhà mình là một cái người rất là siêng năng, nói chung ai ở đây cũng phải siêng hết trơn á mọi người ơi. Đi làm là phải đi làm sớm, dậy sớm, trời lạnh là cũng phải ghé đi ra đường để đi làm chứ. Không đi làm tiền đâu đóng tiền nhà, tiền cửa, tiền này, tiền nọ, ai lo. Thì làm ở xứ Mỹ này thì nó phải vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ phụ anh Leo một ngày, nên là mình đi làm với anh Leo hôm nay. Thì đi làm thì mình sẽ thấy cái cảnh hoàng hôn. Tuy là trời nắng lên nhẹ nhưng mà nó không ấm nha mọi người. Mình rất là thích cái hoàng hôn ở đây. Có ngày nó đỏ gực luôn mọi người. Xe tuyết, nó tuyết, nó thấy tuyết không? Tuyết nó vẫn còn một đống dày luôn, nó chưa tan hết. So that in the roof of the house or restaurant or building, how about the snow come down? Well, the snow comes down sometimes if the roof is weak. Weak. The snow will be so heavy it will crush the roof. But usually this roof is strong. Có nhiều cái xe mà nó vẫn chưa có di chuyển á mọi người. So if they work in the dealer, so a lot of snow in the car, they must work for that, right? Yeah, they've got to get the snow off if they want to sell the cars. Yeah. Những cái xe ở ngoài dealer nó để ngoài đầy luôn. Thì trời mà mưa, trời mà tuyết phủ xuống vậy, một là để đại, hai là phải cho người dọn. Để là cái xe nó sạch sẽ mọi người. Thấy tiếc đuối không? Have to be really strong. So now the daytime longer. So that means morning. Sun comes up earlier. Yeah. Goes down earlier. Yesterday I was driving. This one lady, she goes past me really fast, and she gets right up here, and sure enough, light flashes, camera caught her, really? I got up to the side of her, and I just smiled and grinned and shook my head, she goes, stupid me, caught by the camera. That the camera over there caught her? Yeah.
She slowed down for this one up here, but that one back there, she got caught. Maybe she don't know. She was asleep. But usually in the area of school, they have a lot of camera cash limit. Yeah. Starting at age 8, all the households I've been in consist of some kind of abuse, either mentally, verbally, physically, whatever, and or some kind of drug use in the household. He joined a gang at age 11. Eventually, Jason served 13 years in prison for felony charges, including assault with a deadly weapon. He was 20. Jason learned to code in prison, so he had a software job waiting for him when he got out. But he didn't have a home, so when he faced his release date, he worried the homecoming project was some kind of adult foster care, another dead end. But after living with Tomiko and Joe for a few months, Jason says it's really the only stable home he's ever known. It's the first time I seen healthy relationship, It's the first time today the sunshine not beautiful. No. Sunshine. No, it's kind of the... I think every day the sun size is different. Mỗi ngày mặt trời mọc nó khác nhau nha mọi người đó. Đây là cái khu trực trực trường học đó. Bên đây nữa thấy không? Tuyết. Cái hồ nó sẽ đóng băng. Nếu mà lạnh quá là hồ nó sẽ đóng băng luôn. If we near the sun, that's we really warm. Yeah. But here not warm. Because the earth is stood. The northern part of the earth is tilting away from the sun, and now slowly coming back toward the sun. But some countries, same Africa, they really glow the earth, the sun. UCLA gymnast earning a perfect 10 while performing this crazy difficult floor routine. She does flips that just seem impossible. She sticks every landing. She dances effortlessly and bounces across the floor. Her name is Caitlin Ohashi, and effortless is really the word. She's out there and just looks joyful, like she's having fun. Honestly, when you see her, it's like the happiness that you get when you see a puppy. That's Caitlin Ohashi. Valerie Kondos Field, or Coach Val, as she is called, is the head coach of the UCLA gymnastics team. She just exudes goodness, go, and love and joy. Caitlin Ohashi is the one who liked gymnastics. Before joining UCLA, she was a teenage Olympic hopeful who seemed destined to earn a spot on Team USA. This is unbelievable. In my country, when the people walk in the field, it really, really hard. But a big sun, you know. But here, no. Okay. Má hơi lạnh quá bà con cô bác nè. Thì từng này á thì leo cần cu ly một ngày nên mình đi làm với leo trời
nó lạnh. Nó lạnh mà cực lạnh luôn mọi người, -3, -4 độ C. Bên cạnh đó còn có tiết nữa. Có tiết thì nó rất là dơ. Rồi ha. Tiết nó rất là dơ rồi phải dọn xe, rồi dọn đường nữa. Nên là đi làm vào những ngày trời lạnh này rất là đuối nha mọi người. Nhiệt độ bên ngoài khá lạnh mà phải đi làm. Những cái tiểu bang ở cái vùng lạnh đó là phải the batch, right? Leo nhà mình quên cái batch này là mọi người. Thì không có cái batch thì khó mà vô. Nè mọi người thấy không? Đó. Tiết lớn, tiết dày không? Tiết nó vậy, tiết nó đùng đùng vậy. Xong rồi những cái người mà ở cái khâu thì nó sẽ bỏ tiền ra để cho những cái người đó sẽ dọn dẹp tiếp, gom tiết lại, đổ muối cho cái nền. Giờ lạnh, lạnh lắm nha bà con cô bác. Chỉ là phải có cái batch này, không có cái batch là không có vô được. Cái tay mình nó rất là đau. Vô trong đây thì nó sẽ ấm hơn mọi người. Cái tay mình rất là đau tại vì nó chích hai bên tay mình đó. Nên là rất là đau. Ok, bây giờ mình đi lên không chờ lại luôn. Mình đi lấy wifi của bác Work. Trời mưa, trời nắng, trời gì cũng phải đi làm. Thấy bà mấy không phải chỉ có mình leo đầy người ở đây, ai cũng phải đi làm mà mọi người. Phải đi làm mới có thu nhập. Mình đi lấy wifi của bác vợ. Wifi không có hôm nay hả ta? Chứ không có wifi không biết luôn nữa. Ok. So what you want me to help you to do the... I've got an interview aid so I can't tell you what to do. Ok, giấy tờ đó leo cần mình làm đó mọi người. Nên là mình sẽ làm phụ leo. Cái tay mình nó nhức quá. That's what. Here's what we've got to do. This is a permission form packet that I was putting together. Mm-hmm. And a sample. This is the principal letter. These are the teachers. Mm. And the teacher letters. Teacher letter. Look, Sam, the principal, but not have the principal letter. Yeah. It's similar. The only problem is, in terms of the number of permission forms, it's English, Spanish. So what we've got to do
we've got to take the Spanish and the English, and we got to put them together and staple them. Does that make sense? Oh, they just need two, huh? No, they need 27, 22, 24, but you got to put them together and staple them and count them out. Okay. And then once that one's done, then we've got two more over here. Bây giờ... It's been a good day, at least. You got my work taken care of, which is really nice. No, that's not what much. Thì bây giờ là 4:20 rồi mọi người, còn 10 phút nữa lên về. Thật sự hôm nay đi làm thì mình cũng không có làm gì nhiều, leo làm nhiều, leo interview khá là nhiều người để mà cho cái project mới của ảnh đó. Nên là bây giờ tụi mình cũng sắp là xong rồi. Mình thì làm thì nó không có mệt, mà mình quải mấy bữa nay mình cứ quải hoài nên mình cứ là mệt. Nên là leo nhà mình thì thấy tội nghiệp, làm xì khói lỗ tai luôn mọi người. Hey Leo. Xin chào everybody. Alright, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Các bạn khỏe không? Leo khỏe. Leo khỏe. Leo khỏe. Khỏe. Leo. Leo khỏe. K-H. Khỏe. 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 Leo khỏe. Leo khỏe. I'm watching your lips and see if I can move them the same way. Leo khỏe. Leo khỏe. 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 Yeah, right. I'm not queer. You're not queer? No, I'm straight. Well, with a slight bend. But it's so tiny. Thì cái video này là tụi mình đi làm chung được một ngày thôi. Ngày mai thì bye bye Leo. Leo go North Carolina. Oh yeah. Oh, we gotta go to the bank. For sure. Thì Leo phải đi lại nhà nhà con của anh. Nên là ok, kết thúc cái video này, mình với Leo đi về và hẹn gặp lại mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người. Làm việc ở Mỹ rất là vui, rất là sướng nha mọi người. Bye bye mọi người.